Xin chào các bạn, quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày phiên bản reaction video. Và ngày hôm nay thì bọn mình có chuẩn bị sẵn một đoạn video clip lấy từ trong một MV của Thái và nói về tình yêu của những người đồng tính. Bây giờ thì mình với Hạnh và các reviewer khác tại S Channel, chúng ta sẽ cùng xem clip này và nói lên những ý kiến cá nhân và quan điểm của mình về vấn đề này nhé. Xe hơi, mưa, xe hơi. Sao đẹp trai vậy? Mới vô nhập mùa luôn. Rồi người yêu đi lấy chồng rồi. Trời, em thấy thằng kia đẹp trai hơn, như thằng này nhìn mặt cái thằng kia là đúng rồi. Con râu nhìn nó men hơn. Bảo đúng trai luôn. Gì vậy? Sai nha. Ê, chị cuộc sống này làm sự luân hồi. Là sao vậy? Là sao trai đẹp đã hiếm rồi còn yêu nhau? Oh no. Anh ơi, em ngồi đối diện anh nào. Còn những cái người này, anh nào là chồng, anh nào là vợ nhỉ? Em ngồi đối diện nè. Chị, anh nào là công, anh nào là vụ? Thấy công là gì mà thụ là gì? Công có nghĩa là anh ấy sẽ là vòng vai chồng, còn thụ thì anh ấy sẽ vòng vai vợ. Em nghĩ là anh có dâu rồi sẽ là thụ. À, đây là bố ngăn cấm. Nhưng mà sao hai ông bố này giống nhau nhỉ? Hay là cùng ở đâu nhỉ? Chắc gặp nhau, chắc gặp người kia xong rồi gặp xong rồi mắng. Đây ăn cơm cùng mà, ăn cơm cùng thì chắc là bố đẻ rồi, nhưng mà gặp cái anh kia để ngăn cản này. Khổ thân chị này nhỉ, nếu chị biết sự thật thì sao? Thực ra em thấy khổ thân cả anh này, mà nếu như mình đặt hoàn cảnh thế, kiểu yêu sao không được lấy cũng khổ mà. Ôi, cái tóc của chị này đẹp vậy. Nhìn hạnh phúc nhở. Nhìn hai người cũng rất hạnh phúc, anh cũng cười rất hạnh phúc. Đấy. Váy đẹp nhở, váy xinh. Trời ơi, nhìn đôi nào cũng hạnh phúc luôn. Trời ơi, hẳn là cài quần. Cài áo qua trong quần. Này còn ân cần hơn là nam với cả nữ. Làm lơ luôn. Cái vẻ mới là nó đâu coi mày ra gì đâu. Không, cái này kiểu như là mình như gia đình mà, gia đình bắt ép mà. Đó. Tại sao lại không dám đấu tranh ta? Thôi vậy, chắc là kiểu như là nhà gia thế đó. Chắc kiểu gia đình gia thế này nọ, giám đốc này nọ, sao làm vậy được. Trời ơi, cảnh nóng. Thấy biết vậy thôi, trời cỡ xa xa đi, ở gần chi đụng mặt nhau cậu gì luôn. Đúng rồi, nó không mắt... cưỡng lại được. Mà sao mắt gì đụng mặt nhau hoài vậy? Sống điện nó là eo le luân hồi. Hình như là nó cố tình á, nó cố tình đến á. Em mới bảo giai đẹp đã ít lại còn yêu nhau nữa chứ. Thật giai đấy. Cà chứ mà. Thế lúc mà anh này chạy đi thì bảo chị vợ nhỉ? Chắc là kiểu bảo là em đợi anh một tí, anh đi ra ngoài một tí. Rồi vậy là cái thằng có râu này là trong giai nữ rồi đó, chúng ta chưa nói vậy mà. Hey, anh men vậy mà, anh vừa mới vô là em có anh men rồi. Trời ơi, sống này không biết được cái gì. Ủa rồi có bao giờ chị theo hay là sao? Thấy không em chấm thêm một điểm nữa. Má đồng hồ nó đều đẹp. Có này nó đồng hồ này chắc cái gì mắc tiền lắm đây. Nó địa toàn là những cái đâm ban không ạ? Như nẻo Thái hả anh nhỉ? Thái. Ba của thằng này nói chuyện với thằng này rồi. À vậy là cái ông kia là ba của thằng không có râu. Ba thằng không có râu nói chuyện với thằng có râu rồi. Là không biết nó phân biệt cái nó kỳ quá à. Chứ ai biết mà biết tên đúng của người rồi, ta đâu. Tên đâu. Mình đã yêu nhau từ lúc cơn mưa, còn mới tinh khôi chấm mùa. Đã yêu nhau từ kiếp trước, dắt nhau sang kiếp này.
Mình thì mình không có ác cảm gì với những người đồng tính cả. Và thậm chí là mình cũng có tiếp xúc với những người đồng tính. Và thậm chí là cả những người mà hai người đồng tính yêu nhau mà mình cũng đã từng tiếp xúc và từng chơi rồi. Thì mình thấy cũng bình thường thôi, mình không hề có gì ác cảm cả. Nó vẫn không là một cái gì đấy mà phổ biến và nên được có thể được chấp nhận ngay lập tức được. Tuy nhiên thì với xu thế chung và xu hướng phát triển chung của nhân loại thì đây là một thứ mà chúng ta buộc phải chấp nhận và chúng ta nên tôn trọng nó, bởi vì rốt cuộc thì dù sao nó cũng là một tự do con người cả thôi, đúng không? Theo mình nghĩ thì LGBT thì cũng là người bình thường, chả có gì phải phân biệt hay phân chia gì hết. Thế đó thì mình nghĩ là cái cộng đồng này căn bản là người ta cũng không thể lựa chọn cái giới tính của mình được ấy, và chị nghĩ là người ta đáng thương nhiều hơn. Còn về cái tình yêu này thì người ta cũng đâu có quyền quyết định nhỉ, cho nên là đó, yêu thì yêu thôi. Thì em thấy là họ vẫn sống bình thường, họ vẫn làm việc, học thậm chí là học cực kỳ giỏi, cho nên là em thấy là cái việc đó cũng rất là bình thường. Ví dụ họ như thế nào thì LGBT hay là một cái gì nữa thì nó vẫn là một công dân bình thường, họ sống hợp pháp, không có gì là sai cả. Là bất chấp, mình cứ bất chấp yêu nhau đi. Sẽ gì? Ý là sao bây giờ? Trời ơi, ý chị là sao? Chị không biết. Chấp nhận đúng rồi, phải chấp nhận là người ra đi. Ở đây là chấp nhận là chấp nhận để họ sống đúng với cái những cái gì mà họ có. Chấp nhận là mình sẽ ra đi, rồi chấp nhận là để họ sống thật với cả cái giới tính của họ để đến với người mà họ yêu. Nắng ta trên con đường dài, ký ức hôm qua mệt nhoài, nước mắt em rơi trong cơn mưa lúc anh ra đi trong một chiều thu, dẫu biết xa nhau thật rồi vẫn muốn ôm anh một lần. Em thử đặt hoàn cảnh độc tính nhưng mà có đi yêu người khác không? Họ yêu mình nhưng mà họ có tình cảm với người khác ấy, thì cũng đau khổ đấy. Kể cả cái trường hợp đấy mà kể cả có không phải là người độc tính ấy chăng nữa thì cũng đau khổ. Sẽ đối xử với như là một trường hợp bắt cá hai tay. Mà khi cái con bánh bèo của bạn ấy nó yêu một thằng khác thì bạn cũng đã phải nhảy cô lên rồi, đúng không? Thế nên là với mình thì bất kể là người dị tính hay là người đồng tính, song tính hay chuyển giới, mà khi mà họ đã yêu một người thứ ba rồi ấy, chắc chắn là mình sẽ không thể nào chấp nhận được. Và đấy là một tâm lý bình thường. Một lần nữa, mình không có cảm giác gì khác đặc biệt ngoài việc là cảm thấy cực kỳ tức giận. Và mình không bao giờ sẵn sàng làm người trở thành một chiếc bình phong, ok? Thì đau lắm đấy. Thế nhưng mà chắc là vẫn sẽ phải để bạn ấy ra đi, để bạn ấy đi tìm về với giới tính thật của mình thôi. Bởi vì đến một ngày bạn nhận ra bạn không thích con trai và bạn thích con gái chẳng hạn, thì mình có 1 tấn đến 10 tấn cũng chả phục vụ nổi nhu cầu của bạn ấy. Câu này thật sự cũng khó trả lời. Nhưng mà nếu là em mà người yêu là em là người đồng tính, muốn giữ một cái mối quan hệ là bạn bè tốt của nhau, nếu mà phải gượng ép mà miễn cưỡng ở bên nhau thì em thấy là như vậy là rất là tội cho người ta. Và khi mà bản thân mình cũng như là, mặc dù là khi thời gian đầu mà biết ra thì cảm thấy là khá là sốc, nhưng mà sau đó em nghĩ là mình nên nghĩ cho họ nhiều hơn là vậy. Nếu như vậy đây vẫn sẽ ủng hộ nếu như mà pháp luật họ đồng ý cho những người đồng tính đến với nhau. Mà bây giờ thì pháp luật của Việt Nam thì là chấp nhận đám cưới, đúng không? Có chấp nhận đám cưới nhưng mà không công nhận hôn nhân của người đồng tính, có nghĩa là khi có chuyện gì xảy ra thì pháp luật họ sẽ không can thiệp. Nhiều người sẽ thoải mái thể hiện bản thân mình hơn. Nói chung là mọi người, mọi thứ nó cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Có thể là thay đổi cái suy nghĩ của các bậc phụ huynh thì sớm muộn nó cũng sẽ thay đổi nếu như mà có cái sự đồng ý đấy. Thế nhưng mà mình nghĩ khó. Hiện tại thì chưa công nhận, ai cũng biết là chưa công nhận. Kiểu như là để ngỏ cho thời gian tự quyết định ý. Nhưng mà bây giờ thấy thực tế thì cũng mọi người cũng đã được tự do lấy nhau mà không bị xử phạt. Tôi nghĩ là đến là cái lớp sau của mình á, mà lớp của mình lớn lên rồi á thì công nhận thì cái lúc này nó sẽ chuyện gì nó sẽ dễ dàng. Tất nhiên là mình giao lưu nhiều hơn và mình hiểu nó hơn thì tất nhiên là cái mức độ cảm thông nó cũng nhiều hơn, dễ chấp nhận. Và là một người thẳng thì mình luôn luôn và sẽ luôn luôn ủng hộ hôn nhân đồng tính, bởi mình nghĩ rằng là tình yêu thì không bao giờ phân biệt tuổi tác, địa vị và giới tính. Love wins.